Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 13 tháng 1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Đặng Quang Sơn, 38 tuổi, trú thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an Thị xã Mỹ Hào đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Quang Sơn vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 khi nghi phạm đang lẫn trốn trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trước đó khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1 tại phòng 6A06CT2, chung cư Lạc Hồng Phúc thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến cãi vã trong lúc nóng giận, Đặng Quang Sơn đã dùng một thanh kiếm bằng kim loại dài 103cm đâm vào ngực bên phải của vợ là chị Lê Thị Mờ sinh năm 1987. Sau khi ra tay, Sơn đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, Phố Nối, Hưng Yên. Sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, điều trị nhưng không qua khỏi. Khi biết tin vợ tử vong, Sơn đã bỏ trốn. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an Thị xã Mỹ Hào phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi huy động lực lượng điều tra truy bắt đối tượng gây án xử lý theo đúng quy định của pháp luật